Hello, xin chào tất cả các bạn, chào tất cả Pioneer trên toàn thể đất nước Việt Nam nha. Hôm nay Thành sẽ up lên những nơi mà uy tín để trao đổi hàng hóa tại Việt Nam mình nha. Đó. Để chúng ta không có thể mất bi oan uổng như những người khác đỡ gạt mình đỡ lấy bi rồi nha. Đây nè, nhà kho SB Trường An, địa chỉ 4B2 D14, KB Bình Thuận 2, KDC Thuận Giao, Thuận An Bình Dương, số điện thoại 091 266 5928. Chấp nhận trao đổi 80% bằng bi với mức đồng thuận là 6.700 USD một bi nha các bạn, và 20% bằng tiền Việt Nam đồng của mình đó. Cho các dịch vụ nha khoa tại SB, mọi chi tiết xin liên hệ trường 091 266 5928 để được tư vấn đó nha các bạn. Đó. Rồi, về sau đây mình sẽ up lên những thứ khác nữa nha, nhiều, rất là nhiều nha các bạn. Về đó là những gì dành cho những bạn mà muốn thích làm đẹp nha. Còn những người mà muốn mua sắm hàng hóa đây, nhắm lúc thúc đẩy hệ sinh thái bên Chrome, chúng tôi nhận trao đổi tất cả sản phẩm bằng bi 100%. Đó là không có que tiền nha, mà 100% là bi hết nha. Địa chỉ 57 trên 18 Nguyễn Văn Linh, thành phố Buôn Ma Thuột. Liên hệ 0972 194 794. Đó, những bạn nào mà gần nơi này thì cứ liên hệ. Còn nếu mà ở xe thì giao dịch ở xe. Đó, tại người ta có một trung tâm lớn thì người ta không thể gạt mình được nha các bạn. Đó, còn những bạn nào mà ở gần đây thì cứ cứ lại đó là mình sẽ chứng nhận được. Nhưng mà cái giá bi thì mình không biết cụ thể là bao nhiêu. Cái đó là trong giao dịch kín của giữa đôi bên thỏa thuận với nhau nha các bạn. Nói chung là giờ giao dịch mở ra rất là nhiều. Đó, nên chúng ta cứ cứ phát triển như vậy là bi nó mới mạnh lên được. Phải có người bán và có người mua. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ sợ không dám bán thì làm gì có người mua, mà sợ không có mua thì cũng không có người bán, cho nên chúng ta cứ mạnh dạn trao đổi. Nhưng nếu mà giá trao đổi cao quá, các bạn muốn cái mặt hàng đó quá thì các bạn cứ trao đổi trong âm thầm, đừng có chia sẻ lên rồi để nó mất cái giá trị bi nha các bạn. Đó, à đây nè, số điện thoại được có đó nha các bạn cứ liên hệ. Đó, địa chỉ rồi mình cũng để lên đó rồi, các bạn biết địa chỉ rồi, các bạn ở gần đó thì các bạn cứ liên hệ đó. Rồi các bạn sẽ xác minh được nó là thật hay là giả thì chúng ta hãy chia sẻ lên trên các trang để cho mọi người cùng biết đó, để đồng hành cùng bi cho mạnh mẽ nha các bạn. Đó, cái đây là Thành muốn chia sẻ những nơi mà uy tín đến các bạn để không tránh bị mất bi oan uổng thôi đó. Và các bạn cứ mình đây thì mình chưa trao đổi, các bạn cứ hiện tại các bạn cứ ai ở gần đó các bạn cứ trao đổi thử rồi các bạn chia sẻ lên để cho mọi người cùng biết đó nha các bạn. Về đây có một bạn chia sẻ về trao đổi ghế ghế massage đồ, máy hút bụi robot đồ đây nha các bạn. Đó, em nhận trao đổi bi lấy ghế massage, máy chạy bộ nè, robot hút bụi nè. Các bác có nhu cầu thì IP em. Đó là bạn Trinh Nguyễn đây nè, đó nha các bạn. Đó, các bạn cứ liên hệ file của bạn đó. Hình như là cái ghế massage tôi giá là 750 bi. Nhưng mà theo mình biết á, là cái ghế massage này nó trị giá là khoảng cỡ 40 triệu nha các bạn. Đó, 40 triệu đến 50 triệu đồng một chiếc tùy loại nha các bạn. Đó. Nên giá cả các bạn thấy phù hợp á, thì các bạn cứ liên hệ và các bạn có đủ khả năng bi thì các bạn cứ trao đổi, cứ mạnh dạn trao đổi. Còn cái nào mà các bạn thấy nó là dạng quế, cái tài sản nó không lớn nhưng mà cái giá trị bi nó cao thì các bạn không thích đổi thì các bạn cứ không đổi nha. Tốt nhất là các bạn tìm những nơi uy tín về những cái số lượng bi lớn á, thì các bạn hãy trao đổi trực tiếp, chứ đừng có mà trao đổi qua trung gian là sẽ dễ bị mất bi nha các bạn. Đó. Còn những cái nhỏ mà các bạn có thể trao đổi qua trung gian nhưng mà tìm những nơi uy tín thì các bạn có thể trao đổi được nha các bạn.
Về đây có một ai muốn ăn uống ở đây nè, có một bạn trao đổi nè, quán bánh canh của mình chấp nhận trao đổi bi, cái nhẹ có dịp đi Bình Phước ghé ủng hộ mình, bánh canh 0,50 bi một tô, hủ tiếu khô 0,6 bi một tô, quán bán từ 15 giờ tới 22 giờ, đây là vé tạm thời. Sau này bi tăng vé mình sẽ điều chỉnh lại. Địa chỉ quán ngay siêu thị Comac, Đồng Xoài, Bình Phước. 0765 66 79 B9. Đó là số liên hệ nha. Ai muốn dịch vụ bên ăn uống thì các bạn cứ liên hệ bên này. Tới mình ăn uống không có mất tiền. Đó, chỉ mất bi thôi nha các bạn. Đó. Nói chung là bây giờ rất là nhiều dịch vụ, sau này mà bi chính thức với kẻ chính thức, chúng ta ví dụ chúng ta muốn bắt taxi đi, chúng ta trả bằng bi, chúng ta tới quán đó chúng ta ăn cũng bằng bi, và chúng ta mua đồ đạc dụng cụ hàng ngày cũng bằng bi, tất cả đều bằng bi. Lúc đó tiền thì chúng ta không có cần dùng tới số lượng nhiều đó, mà chúng ta sử dụng ở trên bằng chính cái điện thoại của chúng ta. Đó, chúng ta trao đổi nha các bạn. Còn đây là quán Chính Thuần ở Cầu Dứa, đường 23 tháng 10, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa. Chấp nhận tính phiếu bằng bi, nếp vót 20% trên tổng phiếu tính tiền. Vé đồng thuận là một bi là 1 triệu Việt Nam nha. Cảm ơn quý khách hàng. Có nghĩa là ví dụ bây giờ chưa có vé chính thức nên chú ấy để ra phương án là 1 triệu, thì chúng ta trả 700 tiền mặt về ấy 8 820 là 8 800 tiền mặt, còn 200 là trả bằng 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 bi nha các bạn. Giá đồng thuận là 1 triệu một bi đó, giá rất là cao nha. Thì ai có liên hệ ăn uống thì cứ tới địa chỉ đó rồi sẽ tiếp đón nồng nhiệt nha các bạn. Các bạn đừng vội lướt qua nha, mình sẽ đưa tới một thông tin cũng cực kỳ là quan trọng liên quan tới việc KCB nha. Ai đã vào phần KCB nó bị lon về có màu và trắng về như thế này chưa? Mình đã vào rồi là chắc chuẩn bị có vấn đề gì liên quan tới KC rồi nó mới như thế này nha, là trên diện rộng nha các bạn. Đây nè, có một người chia sẻ nè, cùng chờ đợi những người tiên phong của KC mới giao dịch. Diện KC có những thay đổi mới đó, là chuẩn bị có thể là có những thay đổi mới nha các bạn đó, cho nên chúng ta ráng chờ thêm chút nữa đi chứ không có vội vàng gì nha. Vội vàng cũng treo đơn KC lâu cũng như vậy thôi à nha các bạn đó, chúng ta hãy ráng chờ đợi. Nếu các bạn thấy chia sẻ của mình hay thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho Thành.